No, not yes. Means yes. Okay. Okay, today we'll talk about whether our life will go back to normal. Do you know the brand of news report called The Guardian? Do you hear of them? Have you heard of them? Yeah, theguardian.com. And they provide like high quality news for everybody to read. And I have read this is like the long read, you know, it's very long, but I just kind of take out some important phrases and information from here for you guys to learn today. And they claim that we can't go back to normal. I mean, I think that for right now, everybody is like just waiting that our world will come back to normal. And we wait for Vietnam to, we wait for Vietnam's, like, when we get out of the disease and the pandemic, and we go back to our work and our life will be the same. But do you think so? Now, I want us to talk about this. Do you think so? What do you think? Do No. you think we'll go back to normal or no? No. Hoàng, no, like, why Yeah. not? Do you think that our world is forever changed? Like, are we in a transition, or this is just kind of a little pause in our life? Or anybody, if you have an idea, I would love to open this conversation for like maybe 5 minutes for you to talk. Oh, I think the world will change. But personally, I think my life worth can't doesn't change anything. For right now, your life doesn't change anything, right? Yes, because my worth is still. We have two worlds. They're the same. When we are the day without coronavirus, I still work from 8 a.m. to until midnight. And it's because right now I'm very busy with my life work too. Just like the other day. Okay, so for right now, we are in the pandemic, and you think that your life is still the same. Yes. Or, I mean, not think, but like you see that your life is still the same, right? So, let's see. So we have before the pandemic, and then we have during or inside in the middle of the pandemic and after. So for right now, you feel that we are during here and you feel that everything is the same. So I want to ask other people, do you think that your life in particular or everybody's life in the world will be the same after this? Or our world will change forever? And how will it change? Any other? I think that it's changing. It's gonna change like forever. It's real because everything is changing every day, every second. And we just need to accept that and adapt to that. And But like, of how course, does it after change? any recession, I don't know because now we are in that and we don't have much to look back, you know? Yeah, that's right. So, for example, right now with Nhung, so like Nhung might feel that her life, Nhung life is still the same, like in terms of working hours, right, Nhung? Work, yes. And the workload. Well, let's take the example of myself as an English teacher. But right now I'm busier than usual because people are having free time and they wanted to learn English more than usual. Yes. Maybe you're not inside my story, so you don't know, but now I'm telling you that like for my job as an English teacher, for example, so I would receive about 30, no, not 30, 20, like 20 like candidate for classes every day.
because everybody wants to learn right now. But maybe after the pandemic, they would be busy and they would not, they cannot study as much as now. So that is one that I think that my work will change. And then I think my students are the people like you guys, right? So like if the salary, like if your salary has to go down because your company, the employer of your company cannot pay you as much as before, then I have to decrease the course fee as well, because you cannot afford if I keep the high price as before. Like I'm talking as friends now, like I consider you as my friends, so that's why I'm saying this. So I think my life would change, like my salary would go down. I mean, if I keep the same working style, so I have to change it if I want to keep the salary, for example. So I want you to think about your life and your work and even the salary and your lifestyle. How will it change? Because above us, there are companies and organizations and even the government. The government is changing now. We don't have so much money because we are using it for the pandemic, right? So everything will change. I wanted to think about that. Keep going. Anybody have any idea? Let's talk about your own field. Like my field is teaching and you're not into my field, so you might not know, so I'm sharing this to you. And you are in your own field that everybody else in the class doesn't know. And I want you to share. Hello. Share first and then we'll study. Because we're talking about the change today. Let me ask. So if nobody talks, I just want to give some example for sure. Like I experience right now. So you mean right now in most of the people? Yeah, almost of the Vietnamese in Europe, they would have two typical jobs, like in the restaurant. Yes. Or in the nail salon, you know? Yeah. So and now they are having problem because what kind of problem are they having? Vietnamese overseas citizen or workers? Like nail salon. Okay. So and restaurant? So what problems are they having or are they facing? Because with? Because of the spreading of the virus, any kind of job which have directly contact between people need to be stopped. So these places like a nail salon, beauty salon, and restaurant need to be closed. Completely frozen, yes. So it directs them right now. What about after the pandemic? Zuyen, what do you think about these people, these overseas workers? Will they come back to normal life? Will the customers go back to the restaurants to eat? And will they get the same amount of money, do you think? I don't think so, but when they won't change and the economic change, yeah. So of course after economic recession, everybody is like poor or something, but after times and times, like some several long time, years, very long everybody time. Getting better. So let's talk about one year after the pandemic. There's another picture too. Yeah. So after a recession has to be recovery. And I don't think that, and then maybe after recovery will be development. So this kind of development is maybe before this will be freezing. So I wanted to explain to you. After recession, everything goes down and then it will freeze. This is like after the pandemic, it will freeze and then recovery, come back to the same thing, maybe not, and then develop again.
So we have to go through four of the steps here. We are right now here, we have to go to freeze first. So if you guys are waiting for the pandemic to go away and then you can come back to normal life, I don't think so. Like as Zuyen has mentioned, it will be a matter of a very long time. Do you have any suggestion for any kind of jobs in the future that will be affected? Thuong, what do you think? Yeah, I think this pandemic will like take time even 10 years later to fix or to recover everything. Because what do you think so? Because now it's, if it pandemic impact all the country in the world, so it's very serious now. Even when the pandemic is over, it still have a lot of results related to, for example, we still have to like need to be careful with this kind of virus. That's right. Like, exactly. To work in the environment with the space or the distance, like to avoid the virus. That's right. So the people like have the fear of this kind of virus. I think the style of work will like follow that and change the work. First of all, no more traditional style of work anymore, and they will like expand some kind of work like online work or maybe create a new working style. Even create a new job that we never know before. Maybe create a new job. Yeah. I was even picturing, you know, like shippers. You know, shippers right now are very busy because people don't want to go to shops. I think shippers are the ones that have to suffer a very high risk of getting the virus because they go from door to door and they come into contact with many people. So I was thinking about a new job, which is the robots. Maybe shipping robots, and if they have the shipping robots or the like the robot in the hospital need to like increase. What else can you say besides the robots? What is it? Like shipping robot or even use a lot of robots inside the hospital for the the doctor or the nurse to avoid them. Okay, we say nursing robots or virtual nurses. Need to instead of the cleaner. Yeah, I agree with you. So I just want to hear your idea before I give the idea of the article, because maybe some of your ideas will really match with what's mentioned in there. So I personally think that the shippers have to be changed into shipping robots or virtual shippers, for example. What do you think? Any job that would be changed? Like some traditional way, like we don't need to use too like the crowd of the people at the at the area. Instead of that, we use like the need to like remove like the kind of remote culture, culture from the distance. It's still like we still avoid, we still keep social distancing. We still keep that and avoid social contacts and social gatherings for a long time. I have a question. Do you think how long will it take? Okay, thank you, Thuong. For everybody now, how long will it take for the disease to stop completely, do you think? For right now, we have some F0. How many F0 do we have? Do you know? How many F0s, how many positive cases in Vietnam? Do you know? Up to now, it's 340. Really? Positive cases in Vietnam, right? And yeah, so I have a question for Miss Anne. If we don't want,
Yeah, if we don't want this number of positive cases to go up, what do we have to do? Like, if we don't want the foreign cases to go in Vietnam, what do we have to do? Because we don't want more cases from outside of the country, right? Then what should we do? We shelter in place order. Yeah, shelter in place order. So like for the local citizen, we have shelter in place. But even after the pandemic, do you think? And what about other people from other countries? We don't want to get the disease from them too. We don't know if they are carrying the virus. What should we do in that case? What should we do to the people from outside? How long will we close the border? Now we're closing the border, right? Airlines are dying. And I think that we just can close border around 6 months because we need to develop our economy or something about the tourism. Yeah, we need to develop our economy. We can't just freeze it. So can you tell me some advantages of opening the borders in general without like we take the story of the pandemic out of our story now? Just usually, what do the borders do? What is the advantage of, you know, international relationship between countries? Can you name some advantages of international relationships between countries? We can export the... Yeah. Export our specialties to the world. Yeah. So when we can export, what happens? When we can export our facilities, what happens? Why exporting so important? Why can't we just, you know, sell the facilities within the country? It's okay to use it locally. Why do we have to export it to different country? What is the advantage of that? To boost our economy, I think that. But can you take in detail, like how does it boost the economy? I know, I understand this. In what way does it boost the economy? We can take advantage of strength and of each country. Mm-hmm. Okay, the strength of each country. For example, what is the strength of Vietnam? We can produce a lot of rice. Rice and pepper, fruit. Yeah. And coffee. Tea. Yeah. Teas. And even human resource too, yes. like human the workforce. Labor. A lot of Vietnamese workers can work for a long period of time. Our strength is good. Our health is good. And yeah, laborers, workers. We say laboring workforce, Vietnam. And now if they can't go out to get money, they have to be stuck in Vietnam. Yes. Mm-hmm. Yeah. Our story is developed in a very long way now. Okay, I just want you to, to think about that. Zin, please. What do you think? Yeah, I just want to share my opinion because what we are fearing now is like we are scared to go back to before, like a step back of the development, right? Mm-hmm. But I'm not so scared of that because actually the human already experienced that. It's not new and just back to a simple life. No exportation, no importation. You use what you have. And sometimes
when Vietnam import too many products from or goods from China. Mm-hmm. What is good about that? Maybe so everything has two mm-hmm. sides, and we can start again that we learn Vietnamese, use Vietnamese product or something like that. I think in any situation, we will find the balance. The balance. That. Mm-hmm. Balance mm-hmm. là tiếng nước đúng không? Balance. Is that German? Mm-hmm. Mm, yes. Sorry. It's okay. No, that's cute. That's good. So we use what we have. No need export, import. But there will be a lot of companies will die. And if the company dies, the employees die. Because for us, we can find a different job, but maybe them, do you think that they can find a different job? Do you think they would have no chance? And the CEO or the managers of those companies that go bankrupt, right? Then what happens to them? Can you give a solution for those two kinds of people? And number one is companies, CEOs. No, CEO is okay. CEO is just a job, but like director. And what about the what's a management? BOD, BOM. Can you say it again, Miss Anne? Sorry. Can you say it again? I'm sorry, because sometimes the network doesn't go through. So I missed one word. I just need you to repeat it so I can understand you totally. Say it again, please. I think that's for some companies that is work in the service. So that they will face a lot of difficulty to come back to the normal life. Mm-hmm. Because as you mentioned before, when your income that is decreased, so the demand of the living is also decline mm-hmm. also. That's yeah. why they don't have they don't have demand to enjoy the life or to use the service such as the beauty salon or sometimes the mm-hmm. restaurants. That's right. And so on. Mm-hmm. And so because the employees, these very employees, they are the customers mm-hmm. of service, right? So a lot of services industry will die because they just don't have enough customers for them. Yes. The customers cannot use because they have to refuse it because now they don't have enough money. The mm-hmm. money that the customers have come from the company. Yes. The company, like the manager died already. So yeah. So let's think about that. Like if you buy more, we have to buy more, spend more and use more. As I learned from economic classes before, my teachers always tell us, just buy more, sell more, serve more and spend more. This is the key for the money flow to develop. If everybody is scared, they keep the money in their home and they don't spend, don't buy, don't sell, don't serve, then everything is freezing. Mm. Yeah. So that's our situation right now. We cannot like be like that forever. But as Jin has mentioned a different way, she said that no need export import. Maybe just use what we have. Mm. So there's two flows of ideas. Actually, when the border closed, we have no choice. We have to face that, and mm-hmm. we don't wish or something like that anymore. We face the reality that
Now we use what we have is better than nothing. It's better than than we couldn't produce anything. Yeah. We have rice and we have coffee. we can use rice and coffee. Sure. I agree with you, you know, and we have so much benefits as a tropical country because we have almost everything. We have lakes, rivers, mountains, everything. And we don't really lack. So that's the big advantage. So what about Japan? Japan is a country that imports almost everything. They export too, but they import so many things because they just simply don't have natural resources. But now the borders closed. What will happen to them? What do you think? They eat sushi. They have they eat sushi. Okay, so they have to sail in the sea, get more salmon. I like it idea. Yeah. Well, I think, for example, if Vietnam want to export some porks for Japan, we don't have to, you know, we still have ship out. Like we have cargoes and maybe virtual managers on the cargo. So we don't need people to go in and out. So no more traveling for direct contact, like Thuong said, right? But for goods and for facilities, like Ms. Anne said, we can still import and export. So like maybe open the borders very tight, or like very, very little. Do you think so? For right now, we have Hoang and Jackie and Kelly and Whit. I wanted to hear your ideas too, because this is like, I want to know what you think. Jackie, Kelly, with Hoang. The next question, can you calculate how much you get in a year? Like, can you calculate your salary that you get in a year? If you are working, if you're a student, can you calculate how much cost you have to pay or how much salary you have? Can you count that? Or is it depending on every month? Or usually if you get like a fixed number, right? Usually if we are employee of a company, we get a fixed number. So actually you can count how much money you get in a year, right? I'm not asking how much, but I'm just asking, do you know how much? Like after tax or before tax? After tax, please, like the last revenue, for example, you get. Can you calculate that? Yes. Mm-hmm, of course. So because we know that's a fixed number. So yes. Will it be the same after this month? Oh yes, my salary is still the same. And I feel very happy you are. Yes, I mean that's in the period of time I feel quite happy because I don't have to pay anything because I'm living with my parents and my parents pay for me or my stuffless meals and other things. Oh, I see. So your parents kind of accommodate you with meals and facilities and electricity and bills inside the house. Yeah, people tend to live together. That's one way to save. Living together is one way to save. But as we mentioned before, buy more, sell more, serve more, and spend more. That's the key to develop. Because if now you're happy because you don't have to pay, but the online shirt seller is very sad because she has a whole family to feed and she has no income because customers like you and me, right? Let's get straight. Because like I don't buy a new shirt because I don't need to go out. And so the shirt seller is like really sad. Even I don't wear lipstick in my at home. Okay. Oh yeah, I still have to because I don't want you to feel scared and run away. But so I still have lipsticks on when I have classes. But yeah, think about that, right? We feel sad when we have to pay money. But think about the way that you contribute for the GDP. You are contributing. My teacher always told me that, like, you are the help for your country, your nation, because
when you buy something, you pay for that, you are contributing for the GDP of the country, you're feeding someone's family. Okay, all right, anyway, I'm glad that some of your ideas and your opinions have been shown and raised now. And so as the Guardian has mentioned, they think that we can't go back to normal. Okay, Ms. Nguyen, it's okay, when you need, you can type and I will read it for you, okay? I'm glad that even though the mic is broken, but you're still joining in. So some of you, if you think that we can go back to normal, then Guardian oppose our idea. We can never go back to normal. We are changing and we will forever change. That's what the Guardian says. Okay. So times of upheaval are always times of radical change. You know the word upheaval? I think I would start to call you guys one by one. Oh, Miss New, you were out and in. Now I can see you again. Can you hear me, Miss New? Yes. Okay, good. And so I want you to use tenses, all the good and the bad things, all the positive things and the negative things that the COVID-19 can bring to us. So here, as in this article has mentioned, some believe the pandemic is once in a generation chance to remake the society. So they think that we are remaking society. We would have a new society. Did you think about that? And build a better future. That's what they think, some believe. But others fear it may only make the existing injustices worse. So there's some worsening in existing injustice. And before I show you what they are in both sides, I want you to have ideas and say maybe what is a chance and what is the worsened thing, okay? Now, Nung, can you help me for 10 seconds? You can choose between one, good thing or bad thing that COVID-19 can bring to our world, okay? Can you mention one in 10 seconds? Let's go. Good thing, because it can have some others. Industries develop, such as healthcare and visuals, museum, or online teaching. Okay, so you're talking about the once in a generation chance, right? Yes. So like online business development, is that right? Yes, and okay. I thought that's healthcare. Healthcare, okay. Can develop too. Because we have to prepare carefully for, because unfortunately we have another pandemic, so we have to prepare a lot for the worst thing can happen to us. Yeah. Mm-hmm. Yeah, hope for the best and prepare for the worst, right? Yeah. Okay, that's true. Thank you. Jackie, you are welcome to choose either good or bad, and you may raise your idea. You have 10 seconds. Are you ready? Hi, Jackie. Okay. Ms. Nguyen, in the meantime, I'd like you to type. You can type. Kelly, can you speak? Or is it impossible for you to speak? Maybe you can only type. Okay. Ms. Nguyen, can you choose either chance or risk? What do you think? Good or bad? I think that I choose wasn't existing in that because I think after pandemic there is a stigmatizing Asian especially Chinese là kỳ thị người Trung Quốc ấy. À, kỳ thị người châu Á sẽ xảy ra hiện tượng kỳ thị. Okay. I understand what you mean. Em bị quên mất cái từ kỳ thị là cái gì nhỉ? Quên mất rồi. Racism. Discriminate. Racism.
Đúng rồi, discriminate thì là racist. Từ chung dành cho cứ cái gì mình phân biệt thì mình dùng discriminate. Racist. Chuyên racist là chuyên các chủng tộc này. Còn cái từ xeno cái gì này thì em bị quên mất. Genesis. Diệt chủng. Nó đã quá. Rồi, không sao, mình dùng từ này đi. Racism cũng được đi, tạm thời thì đã. Racism between Asian and European, right? Even Chinese. Bây giờ mình nghe thấy cứ đâu có người Chinese and actually Asian and white people. Yes. Okay. So let's say the West. Yeah. Nó có cái từ xeno gì đấy kiểu nên vừa mới tra xong rồi quên mất. White. Nó có cái từ white cái gì Anglo-Saxon gì đấy nhưng mình bị quên mất rồi. Tại vì lâu lắm mới không dùng mấy cái từ này. Okay, thank you, Miss New. I understand now. That's one negative thing about the COVID-19. Hoang, what do you think? 10 seconds for you. Good or bad? Good. Okay. Why? I think coronavirus pandemic just is a natural selection of the world. So you live, you are evolution. Mm-hmm. You evolve. Natural evolution of the world. Yeah, I agree with you. Yeah. So the natural way is what do you say? We live, we die, we fail, and we get up just like that. Yeah, that's how we evolve. Động từ của evolution thì mình có thể dùng từ that's how we evolve. Yeah, like that. Very good. I agree with you. Miss Duyen, you can choose good or bad and please raise one opinion about this. Miss Duyen? So what comes after the pandemic? Any good thing will happen or any bad thing will happen? Do you hear me? Because I couldn't hear you guys so good. Oh, sure. We're talking about what comes after the pandemic. I think this is bad because we must do the social distancing, but to stay social is really important for the society. Exactly. Social distancing is opposite of development. We have to come together because we need the force of the whole. We can say, or the strength of the power, yeah, the power of the whole. Sức mạnh của tập thể á, nó sẽ lớn hơn và mình sẽ làm điều này tốt hơn khi mà mình có social gathering. Còn social distancing thì nó sẽ không thể develop được đâu. Yeah, I agree with you, Duyen. Miss Thuong, good or bad? What do you think? I think it's bad because I read some news and I know that some countries now cannot have each other good like they already commit before. So after the pandemic, I think the relationship between them will be bad. So they cannot have a good relationship to develop the country, develop the export or import or support together anymore. So you mean like so before they can't tighten the relationship and now they would be losing the relationship between countries. Two countries become even further from each other. Mm-hmm. That could be. So Ms. Nhung, any good or bad thing will happen? I wouldn't ask for Miss Nhung and Miss Anne, and then we can move on to the next thing.
I think it's the worst. It's a bad thing because it's when give the jobless situation. Yes, yes, I totally agree with you. This is a big problem that the governor is really worrying, is that people would go jobless. And they go, if they go jobless, that is the number one reason for crime, because they need money. And when they need money, they go hungry, they are thirsty, they need money for themselves and for their family, they would do bad things. And so it's very dangerous. So that's why a lot of prisoners, they have to give prisoners a job to do, so that when they get out of, when they get into the society, they join a society, they have a job in their hands and they can do something. They can make money for themselves. If people can't have a job, they would definitely become the criminal. So I'm really glad that Miss Anne has mentioned about jobless or unemployment. I mean, unemployment issue. This is a very big issue. Someone can break in your door because they are hungry. Miss Tuan, what do you think? That idea recalled me when I read the news from the China. The China said that after pandemic, like the rate of divorce in that country increased. So I worry. The rate of divorce rate increased all over the world. Did they explain why the divorce rate increased? I was really curious about this. Yeah, because you know, if the husband and the wife both are jobless, so no money to spend for every like life crossing. That's for right. Children, so they need, they can maybe have a lot of troubles within them. Yeah. Yeah, I totally agree with you. Divorce rate increased. I didn't think about this before. Yeah. Mm-hmm. So as a governor, do you have any solution to create a new job? Because we said that maybe we can create a new job that we never think before. Is there any new jobs for these unemployed people that are waiting? Mostly these are the laborers, the people that have to work with their hands, the low class in the society. They have no technical skill. They cannot use the smartphone. Maybe they don't own one. They don't have laptops. And so what kind of job can the governor give to them? Maybe the governor need to have a plan for the group of the managers to create create a company or create a kind of business for them. Yeah, some kind of that, like they need to train a group of managers so that managers can have the employment. Okay. I know what you mean. The manager mean here is, I think it's a business. So maybe create a new type of business. Here, it would be a good thing. Create a new types of businesses. Like, for example, if you have watched my video yesterday, you know that my view, Kelly, you need to explain more about that stimulus package from the government, right? Explain more. What kind of stimulus package? It's so long. I cannot really talk right now. It's so long. Economic. So. Yeah, I know. I know this is, I'm crossing your itch. Stimulus package is like the government. Maybe economic. Economic stimulus package. Yeah, it injects money into the market. So it boosts the economic to growth. So in whatever way, it can be inject to people, it can inject to any industry. Can you name maybe three industries or types of businesses that need this package from the governor? For example, the government, the US government now, like Donald Trump has inject already the stimulus package to save certain industry because it's about to fail, like maybe airplane. Aviation. Manufacturing.
that's right. Yeah. So if they don't inject money into that kind of business, and they go into fail, and it's going have a huge impact to the whole economy. Yes, I agree with you. If we don't buy more things, if we don't use more things than manufacturing, what's the purpose for manufacturing, right? For the citizen to use. Yeah. Okay, I totally agree with you. I read this in the news too. This is called the government's economic stimulus package. Là những cái gói hỗ trợ về trợ cấp chẳng hạn nhé, về kinh tế hoặc là về gì đó. Ok, và các ngành khác nhau. Ở đây còn rất nhiều ngành nữa mà cũng đang đai. Cho nên nếu các bạn mà cảm thấy cuộc sống không thay đổi lắm là cực kỳ chúc mừng các bạn luôn nhé. Là you are really lucky right now. Ok. Next one nhé. Ở đây thì nó có ghi ra một số cái như này. Các bạn thử xem này. Những cái tốt mà trong bài báo đề cập. Thứ nhất đây cũng là cái government to throw together some of the largest economic stimulus package in the history. Đúng rồi ạ. Là chính phủ đưa ra những cái gói trợ cấp như thế này, hỗ trợ này. In certain places the landlords are not collecting rent. Có rất nhiều nơi trên thế giới chứ không chỉ Việt Nam ạ, thì những người chủ nhà bất động sản chẳng hạn họ cũng đã không thu tiền thuê của người dân nữa. Nhưng mà như thế thì chính họ cũng rơi vào tình trạng không có tiền tiêu đúng không ạ? Và những người dân này thì họ có thể được ở nhưng chỉ là ở nhờ trong thời gian, đây không phải là cách mà xã hội tồn tại được. Dòng tiền phải luôn được chảy. As long as the money flows. Cho nên khi mà tiền vào nhà các bạn mà tiền được ra khỏi nhà các bạn cũng là giúp ích cho xã hội, không nên không nên thấy buồn khi mình phải tiêu. Banks. Cho nên nếu mà hôm nào mình đi mua quá nhiều tiền, đi shopping và tốn quá nhiều tiền thì mình về mình nói với chồng với vợ mình là thôi hôm nay mình đã đóng góp vào GDP toàn quốc và có nhiều của thế giới. Rồi là banks thì not collecting mortgage payments. Một số những khoản thanh toán vay nợ thì ngân hàng cũng đã tạm dừng. Một số người vô gia cư homeless thì được sống ở trong khách sạn mà được miễn phí. Như vậy tất cả chỉ mang tính tạm thời thì không thể duy trì lâu được. Ok. Ok, anyway, như vậy cái phần mà mình trao đổi với nhau hy vọng là nó đặt vào trong tâm trí các bạn một cái suy nghĩ. Và mình rất muốn sau buổi hôm nay thì các bạn viết một cái bài liên quan đến cái ngành của mình. Cái ngành của mình nó bị ảnh hưởng như thế nào. Mình hãy nhìn những người đồng nghiệp của mình chẳng hạn. Ví dụ như mình là giáo viên thì bây giờ các giáo viên của bọn mình đang phải tham gia một cái, like we are joining now the online society of teachers, because a lot of teachers in the countryside, they know nothing about technology, and now their students stay at home and they completely go jobless. And so if they want to have jobs, they immediately have to apply some of the new technology, maybe online teaching, and they don't know how to use smartphone. Even some, a lot of teachers like that don't know how to use laptop or Zoom like we do, and so they have to study. Thế thì những cái giáo viên mà không dùng được online là tự nhiên họ rất là khó khăn, khó sống. Nhưng đồng thời những giáo viên khác mà biết dùng công nghệ online thì họ mở luôn những lớp cho những cái người giáo viên không biết kia. Thế là họ kiếm được rất nhiều tiền bởi vì họ mở ra những cái lớp mà có thể dạy cho những giáo viên kia sử dụng công nghệ. Đấy, tức là trong cái khủng hoảng này thì nó có rất nhiều cái nghề được sinh ra, có rất nhiều công việc mới được tạo ra và có rất nhiều công việc bị mất đi. Thì mình muốn các bạn xoay quanh cái nghề nghiệp và cái lĩnh vực mà các bạn làm việc để viết một cái bài, để mình rất muốn xem cái view của các bạn mình có thể sử dụng. Mình xin phép được sử dụng cái tư liệu đấy từ cái con mắt phân tích của các bạn. Các bạn hẹn với mình nhá. Cuối tuần này nhá. Okay. Can you nod your head please? I can see everyone's faces. Okay. Kiểu duyên lúc mà nó cho hết ấy thì là kiểu tóc tai cũng nó luôn. Ok. Rồi, vậy mình đã debate xong, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần là mình học tiếng Anh. Mình thực ra mình vẫn học tiếng Anh thôi, nhưng mà đây mình cho các bạn tham khảo lại, mình quan sát lại nhé. Đây là bài báo. It's like complete, really long. It's like forever. But tell you what, I've read all of them. Okay. So I would just kind of, I saw some phrases that are really handy that I want you to use. Okay. Trong bài thì nói một cái đợt như sau ạ.
if you take any glance at the history, then any crisis or disasters have continually set the stage for change, often for the better. Nếu chúng ta nhìn ngó một chút thôi về lịch sử, chúng ta quay lại chiều lịch sử để nhìn vào quá khứ, thì bất kỳ một khủng hoảng hoặc một disaster là gì nhỉ? Thảm họa nào à? Đều sẽ là steps set the stage for change. Miss Nhung, what do you think? Cái cụm động từ get the stage for change đấy là gì thế nhỉ? Thật sự là tạo nền móng cho cái gì ạ? Hay quá, đúng rồi. Nhưng mà em có thể giải thích theo nghĩa thô được không? Ở đây là tiếng Anh đã dùng hình ảnh rất là ẩn dụ. Có thể gọi là đây là biện pháp ẩn dụ trong tiếng Anh. Khi nào mà gặp đến biện pháp ẩn dụ so sánh nhân hóa, mình cũng sẽ đều nhắc các bạn hết. Như ngày xưa mình học tiếng Việt, tiếng Việt, tiếng Anh y như thế. Đây là biện pháp ẩn dụ. Stage nghĩa là gì? Bước stage tức là dựng lên một cái kiểu như khi mình trình diễn thì có cái stage là cả một cái sân khấu, thì là dựng lên một cái nền cho một cái gì đấy. Sân khấu cái gì đấy. Đúng rồi, có nghĩa để cho cái gì đấy có thể phát triển. Chính xác, có nghĩa là cái ông crisis và ông disaster sẽ là ông đứng ở cánh gà, đúng không? Ông này là ông đứng ở cánh gà và ông ấy sẽ set, giống như là set up, là mình sẽ bắt đầu thiết lập, mình chuẩn bị cho cái sân khấu này, hoặc là cho cái giai đoạn này, cho sự thay đổi, và thường là thay đổi theo chiều hướng tích cực, chiều hướng tốt lên. Vậy thì mình sẽ học một cái cụm từ được gọi là set the stage for something. Cho nên bây giờ mình muốn các bạn là dựa trên cái bài báo này, đây bài báo đây. Nó có nhiều câu, mình sẽ trích những cái câu hay ra. Và các bạn hãy dùng một cái phương pháp mà mình gọi đó là phương pháp tái chế câu mẫu. Một cái câu này mà bạn đọc nó xong, bạn dụ thường thường ấy, thì các bạn, nhất là ở trình độ các bạn hiện nay là trình độ khá về tiếng Anh rồi, các bạn hay có sự hoang tưởng về bản thân. Mình xin lỗi vì nói điều này, các bạn sẽ bảo cô giáo sao lại mạnh mồm mà lại nói thô bạo thế. Nhưng mà khi mà mình ở mức khá tiếng Anh thì mình đọc mình thấy rất là hiểu. Các bạn có đồng ý với mình không? Tức là khi mình đọc báo mình thấy khá hiểu, mình nghe, nhìn chung là mình hiểu cái bài báo nói gì. Thế chính vì cái sự hiểu này cho mình nhầm tưởng đây là kỹ năng tiếng Anh của mình. Nhưng thì kỹ năng tiếng Anh nó chỉ là bốn kỹ năng nhỏ. Và cái việc mình đọc mà hiểu được thì nó chỉ có nghĩa là đọc và hiểu được thôi. Nó không đồng nghĩa với việc mình nói được, không đồng nghĩa việc mình viết được, và không đồng nghĩa với việc những từ mình đọc được nó là thuộc sở hữu của mình. Nhưng mà một trong những mục tiêu cao cả trong việc học tiếng Anh là khi mình đọc xong thì mình phải process cái thứ mình đọc và nó làm sao để trở thành của mình. Thế thì kỹ năng đọc của bạn có thể được điểm 10, nhưng kỹ năng nói có thể được điểm 1. Và nó có thể tồn tại trong một con người. Và có những người điểm nói 10 nhưng điểm đọc thì chỉ 2, 3. Thì mỗi người sẽ có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Vậy hôm nay mình muốn hướng dẫn các bạn cái phương pháp gọi là phương pháp tái chế câu mẫu. Hay còn gọi cô gọi là phương pháp câu second hand. Tức là dùng câu một lần rồi nhưng dùng lại được câu đấy nữa. Để làm sao mình tái chế cái câu mẫu có sẵn, nó trở thành câu của mình. Nào các bạn cùng hướng mắt lên trên slide nhé, để mình nhìn này. Vì cái này mình sợ là nếu mình không nói rõ thì các bạn sẽ khó để làm bài về nhà hôm nay. Mình đã cho các bạn được thả cửa là hôm vừa rồi, không có bài về nhà gì luôn. Nên là cuối tuần này thì chúng ta sẽ cùng làm với nhau những cái bài. Bắt đầu lại này. Any glance at history. Các bạn có khả năng cảm nhận không? Bạn ngửi mùi ấy. Nó có hai loại mùi. Một cái mùi thứ nhất là những từ thông dụng, những từ mà chủ đề nào cũng có. Và cái loại mùi thứ hai là những từ chuyên dụng, chỉ có đúng cái chủ đề đấy mới nói đến. Trong câu này là đang nói về lịch sử và vận động của xã hội. Vậy thì nó có những từ như là history, crisis, disaster, change. Bạn nhìn vào ba từ này, bạn thấy chúng có khả năng thay đổi. Thế còn những từ còn lại là những từ mà nó chính là từ khung của câu đấy. Đây, các bạn sẽ thấy này, đây là từ khung của câu. Những từ khung của câu này thì bạn sẽ gặp nó ở bất kỳ một cái chủ đề khác nhau nào. Ví dụ bây giờ bạn nói này, mình chỉ cần nhìn nhanh vào một lớp học thì sẽ tiết lộ cho mình tất cả những bí mật và những bí quyết mà thường xuyên là đặt nền móng hoặc là tạo tiền đề cho sự tiến bộ của học sinh, và thường là sự tiến bộ về ngôn ngữ, như thế. Đấy. Chỉ cần ghé qua một chút trong một gia đình thì sẽ tiết lộ ngay cái lối suy nghĩ và phương pháp giáo dục của gia đình đấy, mà đặt tiền đề liên tục cho sự phát triển của trẻ nhỏ.
đặc biệt là trẻ dưới 6 tuổi. Đấy ạ. Như vậy là bạn có thể đưa những cái câu mẫu này vào bất kỳ một chủ đề nào. Bạn giữ câu đầu tiên khi bạn đọc một câu mẫu, sau khi bạn hiểu câu đấy rồi, đấy là kỹ năng đọc là tốt rồi này. Nhưng để biến được thành văn của mình, mà bây giờ văn của mình hay hơn, thì bạn phải tìm hiểu xem cái từ nào là cái từ sẽ được giữ nguyên và từ nào sẽ bị mất, và có thể thay bằng từ khác. Vậy đây mình đã thay xong nhé. Đây, mình có câu mới đây. Tất cả những chỗ màu đỏ bạn giữ nguyên. Ở đây mình có một cái bảng này. Jackie, can you speak? Chị An có thể tạm thời tắt mic ạ. Cảm ơn chị. Miss New, chị Như, have you ever heard about AJ Hawk? Ngày hôm trước mình đã từng nói rồi đúng không ạ? Chị còn nhớ AJ Hawk? Who is this AJ Hawk? Who is this guy? I don't remember. Okay. Một câu trả lời phản xạ rất nhanh nhưng hơi phũ. Okay, thank you. Does anybody remember who he is? AJ Hawk. If you search his name on Google, it. Hello. Okay, who's this one? Hello. Yeah. AJ Hawk is the first English teacher in the world. Really? The first English teacher? Not a. The author of effortless English. Exactly. AJ Hawk is the founder. The author, the creator of effortless English, có nghĩa là phương pháp học tiếng Anh không cần nỗ lực, không cần quá cố gắng mà học theo trường phái tự nhiên. Tức là có những người thì họ có cái trường phái học tiếng Anh là phải châu bò các bạn ạ, phải buffalo, phải dậy sớm từ 3 giờ sáng để học. Có những người trường phái như thế, còn cái ông này là theo trường phái tự nhiên, đi theo sự phát triển của não bộ và lối tư duy về ngôn ngữ một cách tự nhiên. Thế thì ông ấy, mình đã học được của ông ấy cái cách như sau. Ông ấy bảo rằng cũng kiểu như này đấy, không chính xác là tái chế câu, nhưng mà ông ấy là người đã làm cho mình có cái tư duy tái chế câu, có những từ có thể để nguyên và có những từ có thể thay thế. Và thêm một cái nhân vật nữa cũng cần phải biết ơn, đấy là anh Phạm Quang Hưng à, hay là Nguyễn Quang Hưng nhỉ? Phạm Quang Hưng là tác giả của quyển sách và phương pháp học tên là 5 bước để học một ngoại ngữ. Thì anh này anh cũng chia ra làm hai loại từ vựng. Các bạn nên search những cái người này, họ có tên tuổi và họ đưa ra những cái phương pháp học, tức là mang tính chất vĩ mô. Mình cần theo cái phương pháp này, còn cái phần tiểu tiết vi mô thì mình sẽ tự xử lý sau. Thì anh ấy nói rằng là bất kỳ từ vựng nào cũng được chia làm, thực ra là chia làm 3 loại, nhưng mà có 2 loại chính. Thứ nhất là từ chung, tức là trong lĩnh vực nào thì bạn có thể biết những từ này, những từ này những từ phải biết và bạn phải ngửi được mùi của nó, là nó như thế. Thế còn những cái từ màu xanh là những từ chuyên ngành. Đấy, thế thì bây giờ mình sẽ thử chế câu như sau. Chế câu thì đơn giản lắm ạ, nhưng cái khả năng bạn có nhận biết được là bạn đọc một câu và bạn phát hiện ra cái mẫu, cái khung của câu là nằm ở đâu, cái gì nó là bất động và cái gì nó di động được. Ok, Nguyệt sẽ chuẩn bị đặt câu bằng cách là gõ nhá, nếu mà em muốn ạ. Nguyệt và chị Kelly. Hoàng nào, chỉ cần ghé thăm hoặc là chỉ cần liếc nhìn vào một cái gì đấy thì nó sẽ tiết lộ ra một cái gì đấy mà làm tiền đề cho một cái gì đấy. Dạ đố em thêm vào những cái chỗ này thành câu được. Any glen is building. Okay. Any glen is building. Thì reveals that, đúng không? Là thẩm mỹ là gì ạ? Tự nhiên lại quên mất từ thẩm mỹ rồi. Beauty đi, cứ viết tạm như thế đi, mà có tính thẩm mỹ. Beauty of their client. Nó có cái từ thẩm mỹ, sorry các bạn, mình rất tức là mình không nghĩ ra cái từ này, mình sẽ tra giúp cho Hoàng. Aesthetic. Gì vậy? What who was saying? Đúng rồi. Aesthetics. Oh yeah, that's right. I forgot this word. Thank you. Thì tính thẩm mỹ nó đã thường xuyên tạo tiền đề. Mình có thể bỏ qua cái từ continually cũng được. Ở đây thì em chọn là một cái artistic của ít thôi, thì mình có thể set the stage for cái gì ạ? Yeah.
Cô nghĩ là theo chiều hướng ngược lại đi Hoàng nhá, là cái gì đấy nó tạo tiền đề cho cái tính thẩm mỹ của cái building đấy. Or there. Đấy ạ. Chính là ví dụ như là cái phong cách về architecture. Mình quên mất architecture tiếng Việt là gì rồi. Kiến trúc architectural style. Đấy ạ. Một cái phong cách kiến trúc ạ. Thì nó sẽ là tiền đề cho cái vẻ đẹp. Ok. Ok, thank you. Miss Duyên, do you know if you take any quick glance at anything, it can reveal something to be the set, the stage for something else? Can you give us an example? Okay. Mm-hmm. Any glance at the garbage of a person reveals that his food and drinks hobby or yeah have continually set the stage for his health good condition. Yeah. Or situation. Yeah. Mm. Health condition. And maybe say current status. Tình trạng sức khỏe hiện tại. Các điều kiện về sức khỏe và tình trạng sức khỏe hiện tại. Ok. Vậy khi mà mình, đây là câu của Duyên, là khi mình thoáng nhìn vào đống rác của một người thôi nha. Bạn cẩn thận khi đi đổ rác nha. Là nó sẽ tiết lộ ra ngay. Cái thói quen ăn uống này là tạo tiền đề cho cái tình trạng sức khỏe hoặc là tình trạng sức khỏe hiện tại của bạn đấy. Ok, very good. Rồi, khi về nhà thì bạn có thể down cái slide này về được không? Và bạn sẽ làm thêm những câu ở dưới này. Nó sẽ giúp cho bạn, đây giống như là một cái bài tập ngữ pháp rất nâng cao. Và mình kiếm đâu ra được những cái mẫu câu hay như này nếu không đọc báo của những cái hãng nổi tiếng. Báo lá cải thì đúng là mình đọc mãi mà mình không tìm được cái mẫu câu nào hay. Nhưng mà những trang như là The Guardian thì ngay từ cái dòng đầu tiên của người ta thì mình đọc mình đã cảm thấy tràn đầy cảm xúc. Bản thân mình là một fan hâm mộ của TheGuardian.com bởi vì họ có những cái, tức là từng câu, từng chữ của họ nó rất là thấm, nó không dùng từ quá khó nhưng mà nó đủ để nó làm cho não của mình được gọi là được nhảy số và cảm thấy được kích thích khi đọc. Giống như bạn ăn thì bạn phải có món ăn ngon, bạn thấy ngon miệng thì khi bạn đọc cũng thế. Một bài báo nó phải đủ chất lượng từ một người có tư duy cao thì bạn nên học tiếng Anh từ những cái nguồn như vậy. Okay, next one. I need Miss Thương's help. Miss Thương, can you help me? Bạn tô màu giúp mình màu đỏ và xanh. Nhớ rằng đỏ là màu sắc mà cần phải giữ, là những từ không chuyên ngành, những từ thông thường, còn màu xanh nữa là màu có thể thay đổi được. The global flu epidemic of 1918 helped create national health services in many European countries. Cái kỹ năng này không phải ai cũng có, đó là đọc nhìn một câu như thế này mà có thể tô màu được theo cái gì còn lại, có gì có thể thay đổi. Ví dụ, the global is màu xanh. Yes, màu xanh, really. The global flu epidemic of 1918 is red. Chỉ có hai màu xanh đỏ thôi, có cả màu black ư? I know red. Đấy ạ. Nhưng mà cái này nó quá cụ thể thôi ạ. Nếu mà cậu cho rằng là cái chủ ngữ này là màu đỏ đúng không? The global is cái gì màu đỏ, cái gì màu xanh nhỉ? Đỏ là giữ nguyên, xanh là thay được. The global giữ nguyên. Rồi, bây giờ mình cứ để cho bạn làm hết cái của bạn xong mình sẽ giải thích nhá. Okay. Flu epidemic là xanh đúng không? Đúng rồi. Tiếp nào. Of 1918, đây là nói về một cái cuộc khủng hoảng đã từng có về cảm ở năm 1918 đấy. Màu đỏ. Màu đỏ. Chắc không? Màu đỏ là giữ nguyên á. Như vậy là thay được quá cụ thể. À, màu thay được. À, thế thì cậu chỉ cần ghi là you just have to say keep it or it can change. À, ví dụ như cái này nó là frame của câu. Nó changeable hay nó unchangeable? Nếu nó là frame của câu thì nó unchangeable, còn nếu nó là thứ thay đổi được thì nó changeable. Thế còn help create thì sao?
Changeable. Tiếp tục ạ. National Health Services is unchanged. Okay. In many European countries, it changed. Nếu mà mình change thế này thì bạn sẽ nhìn thấy này. Cái gì đấy về cái gì đấy mang tính chất global thì gì là tiếng Việt hôm nay cái tiếng toàn Việt cầu mình... toàn cầu ok, cái gì đấy toàn cầu thì làm gì đấy cái các dịch vụ về sức khỏe cộng đồng, sức khỏe quốc gia. Vậy thì thông thường danh từ sẽ là cái thay đổi được, thông thường động từ sẽ là cái không thay đổi được, tức là đấy là mẫu câu của câu đó. Thì trong trường hợp này là cậu đang làm ngược lại. Cái này là bây giờ mình sẽ nói như này nhé. Cái gì đấy toàn cầu thì nó làm sao đấy cái này đấy. Bây giờ mình sẽ làm ngược lại như sau này. Theo mình nhá, thì cái cách học của mình như sau ạ. Theo mình là cái nào thay đổi được, cái này thay được này, tất cả những cái danh từ đều thay được, bởi vì mình không thay một cái này thay một cái khác, cái gì đó thì giúp tạo ra cái gì đó, thế thôi. Cái mẫu câu này nó chỉ có thế thôi. Và đây, National Health Service in many European countries cũng chỉ là cái thay đổi được. Chỉ có cái help create này là cái mà giữ nguyên. Thông thường động từ sẽ luôn là cái giữ nguyên. Đấy ạ. Vậy cái gì thì help create cái gì? Cái gì? Help create cái gì? Ok, thank you. My Miss Nhung, what do you think? What help create what? Can you turn on the mic? Yes, coronavirus, okay. Coronavirus, all this coronavirus pandemic have created more chance or more opportunity for a lot of industries. Nghe câu này nó nhiều ngành sẽ khóc dòng khi nghe đến câu này của Nhung, rất là ngược đời đúng không? Đúng thế thật, nhưng mà nghe xong nhiều người sẽ bảo à, ông dám nói láo nhá. Well, I think new industries, maybe new industry. Okay, yeah. Miss Anne, what do you think? Do you think that anything help create anything else? Cái cụm này thì nó hơi bị dễ so bình thường. So cụm trên thì là set the stage for, còn cụm này là help create something. Does anything help create something else, Miss Anne? Export of rice help create more job for agriculture. Yes. Well, yeah. So you give me idea. I help you to form into a sentence. Thank you. Okay. Nguyệt có được câu nào không nhỉ? Tại vì là để em dự tính không thì hơi buồn. Miss Như ạ. Miss Như sẽ cùng với em làm câu tiếp theo. Đây ạ. The cái gì đấy thì help create cái gì đấy, in cái gì đấy. Nó chỉ thế thôi. Thường là động từ. Nào câu tiếp theo nữa này. Câu tiếp theo trong bài báo triển khai như sau. Miss Như, can you turn on the mic if you wanna speak? Yeah. Mm-hmm. But crisis can also send societies down darker paths. Bây giờ mình để nguyên cái câu đầu tiên này đã. Theo chị thì ý của câu này là vậy thì thế mình phải hiểu cái câu đã nhá. Sau đấy thì mình mới quyết định là cái gì giữ nguyên, cái gì bỏ đi. Cái câu trên cùng ấy à? Vâng, chỉ một câu trên cùng thôi nhá. Crisis can also send society down. Send something. Oh, excellent. Miss Dung, I can hear you. It's okay, don't be shy. Okay, thank you, Miss Nhu. Maybe Nhung can help because Miss Nhu is still thinking. What do you think can keep and what can change? It can change a crisis. That's right. Societies. That's right. Agree? Yes. I think that's it. I think I agree with you. Okay.
So something can also send something else to dark down darker paths. Vậy cái gì đó có thể gọi là kéo cái gì đấy xuống một cái lối gọi là tối tăm hơn, đúng không? Tối, tối hơn. Ừ. Vậy là cái gì đấy này can also send cái gì đấy này down darker path. Tức là bình thường theo lối văn phong của mình thì mình sẽ không dùng những câu như này, mà mình sẽ dùng những câu như gì? Bởi vì corona, thay vì cái crisis này mình nói là bởi vì cái corona thì cái society nó bị decrease, nó bị giảm cái gì đấy, nó bị lack cái gì đấy, nó become cái gì đấy. Chứ không bao giờ mình nói là chính cái coronavirus này đã sent cái gì đấy down darker paths. Đây là họ đã dùng ẩn dụ rất nhiều, và đây là một trong những cái mình cần học hỏi người nước ngoài. Vì người nước ngoài không nói thẳng với người Việt là cái này làm cái kia giảm, mà mình sẽ nói là cái này bị hứng chịu hiệu hậu quả của cái gì đấy, và nó đã đây bị kéo xuống đây. Như vừa rồi như Miss Nhung đã làm việc với mình từ câu đầu tiên, còn nhớ cái câu đầu tiên này là set the stage for change cũng là một cách để ẩn dụ. Thì cái cách này đây, ở câu này cũng là ẩn dụ đây. Send something down the darker path. Okay, let's come back to Hoàng. Có cái gì mà lại gửi cái gì xuống lấy dưới lối sâu hơn không? Có nghĩa là cái gì kéo cái gì xuống vực sâu đấy. Ở đây là khủng hoảng đã kéo xã hội xuống vực sâu. Thì có cái gì kéo cái gì xuống vực sâu không? Em có kéo bạn gái xuống vực sâu không? Mr. Hoàng can also send his girlfriend down darker paths. So, drug can also send your man down darker paths. Cái gì? Cô không nghe không rõ cái đầu là cái rock á? Nghiện ngập. Drugs. Oh, okay, good. Vậy thì mình dùng addiction đi em. Mình có thể dùng drug addiction. Nghiện thuốc thì có nhiều loại nghiện khác nhau. Drug addiction can, mình có thể bỏ also, xin lỗi, bởi vì nó nối tiếp với câu trên. Can send cái gì ạ? A person, right? Yep. Down darker paths. Oh, tuyệt vời. Tốt đấy. Thương nào, you have 10 seconds. Can you say something? Coronavirus can send millionaire down darker paths. Wow. vậy thì mình không dùng là coronavirus không, mà cái pandemic này đúng không? Nó sẽ send millionaires down darker paths. Bạn bắt đầu hình dung ra được rồi đúng không ạ? Kelly thì thêm câu là laziness thì cũng có thể send people down darker paths. Nghe câu này mà với laziness thì nó hơi bị nó đúng về ngữ pháp nhưng chưa hay về ngữ nghĩa. Có nghĩa là nó hơi bị nặng. Bạn mà dùng câu này với bất kỳ ai thì người đấy cũng sẽ rất là cảm thấy phũ. Nếu mình nói là cái sự lười biếng thì nó đã dìm anh xuống dưới vực sâu rồi đấy. Đấy thì mình cũng thấy là trong trường hợp laziness có vẻ hơi ít dùng. Nhưng mà ít nhất là mình đã dùng được với câu rồi. Ok, ta sang câu tiếp theo. Thương, can you help me for this one? Để mình kiểm tra lại với Thương được không? À xin lỗi, nói nhầm. Xin lỗi Thương. Duyên ạ. Duyên có thể giúp cô giáo là xem cái câu này này. After the terrorist attacks of September 11 government gì đấy, explode. À, câu này chỉ là câu ví dụ của cái chuyện là cái này nó làm cái kia xuống vực sâu. Thì cụ thể là gì thôi. Câu này là cụ thể thôi. Ok. Và thực ra câu này thì cũng không có gì học đâu. Sau cái gì thì chuyện gì xảy ra thôi. Ok. Vậy thì Duyên và cô sẽ cùng câu tiếp theo này. George W. Bush launched new wars that stretched into indefinite occupations. Xin phép được để to ra một chút. Duyên, can you tell me the change and unchangeable of this part? Duyên, are you there? Okay, xin lỗi Duyên nha, mời chị An được không ạ? Duyên is going somewhere. George W. Bush, that is can change. Exactly. Any noun can change. Yeah. Launch is okay.
that is stable, not change. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Thực ra việc change hay không change nó không quá là cố định. Mọi người có thể tùy vào cái câu mà mình áp dụng. Ông Bush này thì ông ấy đã gọi là tuyên bố một cái loại chiến tranh mới, những cuộc chiến mới mà bị kéo dài. Thay vì nói là nó last forever, thì ông ấy dùng từ stretch, tức là bị kéo giãn ra đến tận, tức là với thành một cái nghề nghiệp mà mãi không có điểm dừng. Cái câu này nghe nó rất là đau khổ, nhưng tóm lại câu này ý của nó là thông qua cái cuộc chiến tranh mà ông George đã tuyên bố ra thì có những cái công việc, có những cái việc liên quan đến chiến tranh đấy mà nó cứ kéo dài mãi. Hay nói một cách đơn giản dễ hiểu nhất là tóm lại cái cuộc chiến mà ông ấy tuyên bố ra thì chưa kết thúc. Đấy là đúng rồi, Nguyệt đã đưa ra stretch into đúng không? Tiếp tục đi ạ, chị An ạ. Launch này giữ nguyên được ạ, em đồng ý ạ. New words, new words can change. Of course, new words can change. I agree with you. That stretch. That stretch into is no stable. Change. Mm-hmm. Mm. Is fixed. And then indefinite occupations. Change. Yeah, I agree with you. Vậy chị có thể làm giúp em luôn. Sorry. Câu này ạ. Vậy là ai đó hoặc cái gì đó thì đã launch, đã tuyên bố hoặc là đã tạo ra một cái gì đấy mà về sau nó cứ kéo dài mãi mãi. That's stretch, không có điểm dừng. Stretch ở đây thì có thể để tùy ed cũng được. Ok. Miss Anne, what do you think? 10 seconds for you. Minister of Education. Okay. Launch a new. Ông ấy launch chủ động đúng không ạ? Launch a new. I don't know. Ok, chị luôn luôn bắt đầu được bằng một ý tưởng đấy. Chị bắt đầu một ý tưởng rồi, nhưng mà chị chưa phát triển được nó ra thôi. Ok, em nghĩ là thế này đi. Cái ông bộ giáo dục đến lúc nào ông cũng có những cái thay đổi trong luật, trong cái quy định. Mà cái sự thay đổi này nó cứ kéo dài mãi mãi, tức là không bao giờ dừng cái việc thay đổi lại. Ok, thì mình có thể nói này. In regulation that shut into change into indefinite. Em nghĩ là có thể dùng luôn occupation được trong trường hợp này. Có nghĩa là trong cái ông bộ giáo dục này thì ông ấy cứ đưa ra những cái thay đổi trong luật lệ quy định của mình mà cứ kéo dài mãi vô tận, ý là như thế thôi. Ok. Yeah. Miss Duyên, would you like to contribute a sentence? Cái câu này khó phết đấy ạ. Ai đó thì đã làm một cái việc gì mà nó cứ kéo dài mãi đến cái thành ra cái gì đấy mà không kết thúc, hoặc là kéo dài thành cái gì đấy thôi. Ví dụ như một cái cuộc, ví dụ như một cái cuộc gọi điện 2 phút thì nó bị kéo dài thành một cái buổi tâm sự 3 tiếng chẳng hạn, ví dụ như thế. Đấy cũng là một cách đấy. Cái gì mà bị stretch ra thôi, kéo dài ra thôi. Một cuộc gặp gỡ tình cờ thì bị kéo dài ra thành một cuộc giảng thuyết triết lý mất mấy tiếng đồng hồ chẳng hạn. Oh, Duyên bị out rồi nè. Are you there? You're out. Ok, chắc là đường truyền is unstable. Nhung, would you like to help me please? Someone has launched something that touched into something else. Yes, the government launched a new project about constructing a bridge that stretches into indefinite occupations. Okay. The government has launched what? The project of building a bridge. launched a project. Yeah. A project. Mm-hmm. Of constructing. Mm-hmm. New work.
that stretched into indefinite occupations. Ok, nhớ rằng là tất cả những câu này đều mang tính tiêu cực đấy. Khi người ta dùng từ stretch into the indefinite occupation, nó mang tính tiêu cực. Cho nên là bạn, cái gì mà nó được kéo dài thành cái khác. Ví dụ, cái mối tình của cô A và anh B thì được kéo dài thành cái cuộc tình vĩnh viễn mãi mãi chẳng hạn, thành cái cuộc hôn nhân mãi mãi trường tồn ấy. Mà ông ấy đi cho thành cái câu này thì người ta nghe xong người ta bảo kiểu như là bị quàng vào cổ nhau suốt đời, đúng không? Cho nên là mình sẽ dùng thường là với nghĩa tiêu cực. Ok. Now, keep going. Câu tiếp theo mình rất thích là câu sau. Another recent crisis, the 2008 financial crash, was resolved in a way that meant banks and financial institutions were restored to pre-crash normality at great public cost. So, câu rất dài. Vậy bây giờ để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ giảm cho các bạn nhé. Trước hết là mình phải hiểu cái câu này nói gì. Mình hiểu được tinh thần của câu thì mình biết cái gì giữ, cái gì vứt. Chứ không bây giờ mình cứ nghĩ vứt cái gì hay giữ cái gì ngay mà mình chưa hiểu câu thì sẽ rất là nguy hiểm. Một cuộc khủng hoảng khác mới đây, đó là cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008. Thì cuộc khủng hoảng này đã được giải quyết theo cách mà có nghĩa là tất cả các ngân hàng hoặc là những cái đơn vị về tài chính thì sẽ được phục hồi trở về tình trạng trước khi bị khủng hoảng. Đây, pre-crash là trước khi bị khủng hoảng, crash là khủng hoảng mà. Thì pre-crash là trước khủng hoảng, vậy là được trở về khôi phục lại tình trạng bình thường hóa trước khủng hoảng. Nhưng ở một cái giá công rất là cao. Ôi giời, tóm lại cái câu này nó có nghĩa là thế này này. Sau cái cuộc khủng hoảng đấy thì người ta giải quyết cái cuộc khủng hoảng bằng cách là người ta lấy một cái khoản chi phí công và người ta cho vào ngân hàng và các institution này để chúng có thể tồn tại được. Vậy thì cái câu này mình sẽ bỏ hết cái này đi. Đấy, câu này nó sẽ thành câu sau. Lời giải đã có ở slide tiếp theo. Cái gì đấy thì một cái vấn đề gì đấy được giải quyết, đây mình có thể ghi là a problem, thì được giải quyết theo cách mà có nghĩa là Miss Duyên bị out rồi. Mà có nghĩa là cái gì đấy thì được làm gì đấy nhưng với giá rất là cao. Thay vì mình nói là have to pay, phải trả giá cao, thì mình chỉ cần nói là at great cost. Thì mình rất thích cái mà nghĩa là ở mức giá cao, là at a cost này. Ok. Vậy vấn đề gì được giải quyết nhưng mà đồng nghĩa với việc là cái gì phải ở giá cao. Ví dụ a problem that become ví dụ sự lười biếng nhận, lấy ví dụ của chị Kelly nhé. Laziness was resolved in a way that meant vậy sự lười biếng thì được giải thì đã được giải quyết, đã được được phá bỏ theo cái cách mà bị phạt tiền. À đúng rồi, phải trả tiền đúng không? Oh sorry, this is Nguyệt's example, laziness à? Nhìn nhầm, sorry Kelly. Phải trả tiền à? Trả tiền thì lại at a great cost thì nó lại bị trùng nhau mất ạ. Chắc là mình có thể dùng, có cái hậu quả gì của việc lười biếng không các bạn? Các bạn cho mình một ví dụ nhé. Trượt một kỳ thi nào đấy hay là trượt kỳ thi. Ok lại với cái giá rất là đắt. Đúng rồi chính xác ạ. The value of success. Em nói lại đi. Can you say it again, please? Failure of success. Failure of success à? Thất bại của thành công hả? Thế hai cái đấy nó có đi cùng nhau à, không? Giá trị. Value. Value. Okay. Value of success. Can be recognized.
at great cost. Oh, cảm ơn các bạn rất nhiều vì tự nhiên mình bị đơ, không nghĩ ra câu và bây giờ mình đã được các bạn hỗ trợ đây. Rồi, sự lười biếng thì đã được giải quyết theo cái cách nghĩa là giá trị của thành công được nhận ra nhưng với cái giá rất cao. Đấy. Nên những câu này đều là những câu kiểu very hại não. Nên là các bạn sẽ tìm cách để về có thời gian mình lắng đọng thì mình sẽ làm. Đây, một cái câu cuối cùng trước khi cho các bạn về đi ngủ nha. Hai câu cuối, hai câu này mình cũng thấy kiểu hay quá, mình phải cho vào bài học đấy. Whenever a crisis visits, tại sao mình lại dùng là một cái khủng hoảng mà nó lại đến thăm một cái cộng đồng này? Tức là bất kỳ chuyện gì xảy ra với một nơi thì người ta có thể dùng từ là visit, là mình rất thích cái cách mà người ta suy nghĩ về cuộc sống, người ta sử dụng từ ngữ để thể hiện điều này. Visit đến nghĩa là bằng với happens. Một cái việc gì đấy nó visit một cái nơi này. Thì the fundamental reality of that community is laid bare. Bạn nào có thể bật mic và dịch giúp mình sang tiếng Việt câu này được không ạ? Mình sẽ bắt đầu câu trước để bạn có thể tiếp tục nhé. Khi một khủng hoảng xảy ra với một cộng đồng nào đó, given đây là cộng đồng nào đó, thì ok, không có tiếng nói nào phát ra. Thì tính thực tế về của nền tảng của cộng đồng đấy. Đúng rồi, ý là cái thực trạng cơ bản của cái cộng đồng đấy sẽ được vạch trần. Lay là đặt ra, giống như là bạn nghe cái bài hát là I lay my love on you ấy, là anh đặt tình yêu của anh vào em ấy, thì đây là nó được bày ra, được phô trương ra, bare. Bare nghĩa là trần trụi. Thế thì vậy thì khi mà có một cuộc khủng hoảng xảy ra với một cộng đồng thì tất cả những thực trạng bên trong tiềm ẩn của cộng đồng đó sẽ được vạch trần. Ví dụ, vậy thì khi một cuộc thi, một cái kỳ thi đại học chẳng hạn, một cái kỳ thi nào đấy nó đến với một người thì toàn bộ những cái thực trạng về học tập của người đó sẽ được vạch trần. Cái câu này là câu mà rất thích, mình rất thích để dùng đấy. Khi mà sóng gió xảy đến với một cuộc tình nào đó thì toàn bộ những cái thực trạng về tình cảm và sự gắn bó của hai người sẽ được vạch trần. Hoặc là tình yêu của họ sẽ được vạch trần, sẽ được bày tỏ. Câu tiếp theo nhé, câu cuối cùng này. In recent weeks, những tuần gần đây, the news has furnished us with countless examples. Không biết các bạn đọc báo có thấy cái dòng tin này không? Trong những tuần gần đây thì sao ạ? Tin tức đã furnished là nó xuất phát từ danh từ gì thế ạ? Bạn thấy có quen không ạ? Furniture. Ô, chính xác ạ. Mình sẽ có từ furniture là đồ đạc. Thế thì furnish là gì nhỉ? Chẳng nhẽ là đặt đồ đạc cho chúng ta với những ví dụ. Countless nghĩa là gì các bạn? Không thể đếm. Đúng rồi, tức là hàng loạt các cái ví dụ đến mức mà không đếm được, nhiều quá không đếm được. Nó thay cho từ many đấy. Vậy thì furnish này mang nghĩa gì? Những cái tin tức này đã làm gì chúng ta với những ví dụ này? Bạn thử thêm một cái vào cái chỗ trống ấy xem. Những tin tức trong những tuần gần đây thì đã chúng ta với rất nhiều ví dụ cụ thể, rất nhiều ví dụ khác nhau. Cung cấp trang bị. Chính xác. Trang bị cho chúng ta. Đúng rồi. Trong trường hợp này thì cái nghĩa chính xác nhất đó là từ provide. Bởi vì chúng ta là người nhận các cái tin đó. Còn trong một số trường hợp khác thì bạn dùng từ furnish thì đúng là để mang tính chất là trang bị, equipped. Ví dụ như sau cuộc khủng hoảng này, các bạn có thể mạnh dạn đăng ký và làm, nộp đơn làm cho những tổ chức quốc tế để sử dụng tiếng Anh, nhưng làm online chẳng hạn mà không phải đi ra nước ngoài. Thì khóa học tiếng Anh này của mình hy vọng rằng sẽ equip hoặc là furnish các bạn với kiến thức để chuẩn bị cho cái việc đấy. Mình thử nhé. Our English course has furnished the students with countless skills and knowledge to get set for their future work. Ok, như vậy bạn hiểu ý tưởng chưa? Đây là câu này có vẻ dễ dùng hơn. Cái gì thì trang bị cái gì cho cái gì. Thì mình thấy furnish with này, nó chính là provide somebody with something, equip somebody with something, dùng giống hệt nhau. Ba cái cụm này giống hệt nhau. Bạn cứ dùng động từ này, nó sẽ đi với cái này và cùng đi với with. Ok, thank you. Sorry các bạn vì giữ các bạn lâu quá.
Nhưng mà hôm nay ít nhất là chúng ta đã có khoảng thời gian ban đầu để mọi người nhìn thấy một cái tình trạng hiện tại, nên vui hay nên buồn. Nếu mình ở vị trí của governor thì mình có cách nào giúp đỡ những người nghèo khó hay là những người đang bị thất nghiệp tạm thời hay không? Ok. Any question? Còn câu hỏi gì không ạ? Mình sẽ stop share màn hình. Ok. Nếu không có câu hỏi gì thì mình sẽ kết thúc buổi học ạ. Và và mọi người từ tuần này mọi người làm bài về nhà đầy đủ nhá. Thực ra thì mình có một cái yêu cầu thế này. Mình vẫn sẽ đưa ra một số yêu cầu để làm bài phù hợp với bài học trên lớp và để chuẩn bị cho bài tiếp theo. Nhưng mình rất khuyến khích các bạn là các bạn sẽ tự nghĩ ra một cái loại bài tập mà mình thích. Ví dụ có những bạn thích vẽ, có những bạn thích vẽ mind map, có những bạn lại thích rất là thích kiểu đọc bản tin. Như mình thì mình rất thích đọc bản tin, mình cực kỳ thích vẽ mind map. Nhưng mà có những bạn thì rất thích chế câu, có những bạn thì đấy dùng second hand sentence hoặc là chế cycle, recycle lại câu. Hoặc có những bạn thì thích outline lại cái bài đấy. Vậy thì bạn tự chọn một cái loại hình bài tập mà bạn thích. Bởi vì mình không muốn là bạn bị ép buộc phải làm bài mà bạn làm theo cái sở thích, sở trường của bản thân. Như cô tin là Hoàng thì sẽ rất là thích vẽ. Và cô nghĩ là em hãy thử vẽ để cho mọi người được chiêm ngưỡng một cái outline hoặc một cái mind map gì đấy theo cái tư duy về không gian của em. Thì cũng sẽ là một cái rất là hay. Còn những người mà có phát âm tốt như là Thư hay Nhung chẳng hạn, thì các bạn nên tận dụng lợi thế này để đọc tin, để cho mọi người được nghe. Vì có những cái bản tin mà mình đọc, một trong những cái key là cứ khi nào bạn không biết làm gì hoặc là bạn bận quá không thể học tiếng Anh được, thì cách tranh thủ tốt nhất là bạn luôn bật một file nghe vừa đủ với trình độ của mình. Mà nếu bạn được nghe giọng của bạn ấy là tuyệt vời nhất. Bạn đã bao giờ thử nghe giọng của mình chưa? Hay là mình toàn nghe giọng người khác? Bạn thử tập đi, bạn tập đến mức mà bạn rất thạo một bài, xong bạn ghi âm lại bài đấy, bạn toàn nghe giọng của mình, thì chỉ khoảng tầm 5 lần bạn nghe xong ấy, một lúc sau bạn nói lại cả cái bài đấy như của mình thật ấy. Tức là nó là văn của bạn luôn. Đây là cách để bạn tự nhớ văn của mình. Đấy, tất cả những mẫu câu khó ngày hôm nay mà bạn thử làm như thế, bạn sẽ thấy rất là thú vị. Ok. Rồi, thank you, chào mọi người nhá. Mình sẽ tắt đóng cửa ở phòng học đây ạ. Ok, thank you, goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye, everyone. Goodbye everyone, goodbye you, and see you next time on Tuesday. Các bạn có nhiều thời gian cuối tuần làm bài nha.